Trời ơi, thằng quỷ mày đi đâu vậy? Đi ăn trộm. Đi ăn trộm sao mày đi bất chấp vậy? Vì mục tiêu của em đề ra là em phải ăn trộm được 1 tỷ đô la. Sao? Trời ơi, mày đề cái mục tiêu cao dữ gì luôn hả? Anh sống đây nào là phải có cái mục đích, hiểu không? À. Không có cái mục đích thì sống làm cái gì? Mày chém cái mục đích của mày đi. Không quá, đây nè, giờ đây nhà ai? Đây là nhờ có một cặp vợ chồng danh hà mà nổi tiếng nhất Việt Nam. Ai? Trấn Thành, Trường Giang. Vậy rồi ai làm chồng, ai làm vợ? Thì chia đó. Chia nè, sao? 2, 4, 6, Trấn Thành làm chồng, Trường Giang làm vợ. Cái 3, 5, 7, Trường Giang làm vợ, Trấn Thành làm chồng. Trời ơi. Ê, mày tào lao rồi. Mày chia cái gì kỳ vậy? Rồi chủ nhật thì sao? Chủ nhật nghỉ. Mày tào lao quá. Nè, bây giờ hỏi nè, có ai ở nhà không? Yên tâm, Trấn Thành, Trường Giang đi chấm thi cho đấu trường Tiểu Lâm rồi, chưa về đâu. Ê, cái chương trình này hay nè mày. Đấy, nghe nói là có 2 thằng ăn trộm đồng nghiệp của mình đang đi thi ở trận á, mà không biết chờ từ sáng giờ thi chưa nữa. Ăn trộm nó thi vậy không? Thì nó thi cái tiết mục mà nó vô nó ăn trộm nhà của Trấn Thành với Trường Giang. Cái thôi bỏ đi. Này 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 này. Không đi. Tao nghe nói Duyên Giang. Tao nghe nói nha, Trường Giang mới mua cái nhẫn 8 tỷ. Út tu ta. Ê bậy rồi. Sao bậy? Trường Giang cái đâu phải là Kenny Sơn đâu có nhẫn 8 tỷ trời. Ê, nhưng mà tao nhớ có cái nhẫn. Đồng ý là có cái nhẫn, nhưng mà cái nhẫn đó tặng cho ốc Thanh Văn, bà đi về trước rồi. Chết, vậy giờ vô lấy cái gì? Báo, báo mới đăng Trấn Thành trúng 2 số độc đắc 3 tỷ. 3 tỷ? Ừ. Chịu. Về vô canh me lấy 2 tỷ số 3 tỷ rồi về. Được, chấp nhận. 1, 2, 3, đi kiếm. Đầu tư ghê ha. Anh đừng nói em đang diễn. Đi một vòng kiếm không ra. Ở đâu ta? Hai cha già. Ê, cái gì vậy mày? Cái bà nói thông long. Ê, thông long cái gì? Đây nè, bây giờ đi kiếm tỷ số đi. Nổi trong nhà này mà kiếm không ra, tức ghê luôn thiệt á. Thôi mà được rồi, bây giờ nếu tao tính vậy nè. Sao? Nếu mà kiếm không được 2 tỷ số rồi sao? Thì bưng bà nó cái ghế vậy, bà ở nhà đi chứ sao? Cái gì? Khoan. Mày xin lẹ đi mỗi tay. Anh đứng lại đó. Đang đứng nè. Nó nè, trời ơi, giấu mà giấu có tâm ghê. Giấu giấu dưới ghế luôn đó. Ôi, trời. Trời ơi, giấu nè. Trời ơi, giấu nè. Hai tôi luôn nè. Rồi chia đi, và canh máy chia nè. Rồi giờ chia. Ừ. Bây giờ vậy. Vô. Em 1.5 tỷ, anh 1.5 tỷ chịu không? Bậy rồi. Lớn không biết chia. Chứ gì nữa. Đi 2 đứa thì mỗi đứa 1/2 mới đúng chứ trời. Thì như nhau mà. Sao như nhau được, bây giờ em hỏi anh nè. 1/2 của 2 tờ là mấy tờ? 1 tờ. Bậy rồi. Sao 1/2 của 2 tờ là 4 tờ. Mày bậy rồi. 1 tờ, 4 tờ. 1 tờ, 4 tờ. Sao tao lớn tao nói mày không nghe 1 tờ? Sao em nhỏ em nói anh không nghe vậy? 4 tờ. Tao tức mày quá nè. Sao? Nhìn nè. Ừ. Mấy tờ? 2. Nè, 1/2 của 2 tờ là 1 tờ, thấy không? Đơn giản vậy sao không biết? Tức ghê luôn. Bây giờ nhìn nó nè. Mấy tờ? 2 tờ. Chắc chưa? Chắc. Thiệt chưa? Thiệt. 1/2 nè. Bây giờ đếm đi nè. Ghê. Đếm luôn nè. Nghĩ sao vậy? 1, 2, 3, 4. Nói rồi nó không bao giờ nghe. Đừng có bao giờ coi thường trẻ trâu nha. Ừ. Chỉ có trẻ trâu mới dài thôi nha. Thôi được rồi, bây giờ chia đi, chia đi. Bây giờ chia nè. Anh 1.5 tỷ. À. Em 1.5 tỷ. À, còn kia còn sao? Này, để lại cho Trấn Thành, Trường Giang. Bởi vì đi chấm thi cho đấu trường Tiểu Lâm khuya lắm. Về có tiền ăn khuya. Đúng rồi. Ừ. Mày phải thương người ta vậy, người ta mới chọn mày. Còn cái này. Sao? Để lại cho thằng ăn trộm trong đấu trường Tiểu Lâm. Bị lỡ nha, không có ai chọn. Tức quá gì đây, lái tờ số đã tức. Ừ, hợp lý. Hợp lý à? Có tình đồng nghiệp. Mình cũng còn được một tờ. Đúng rồi, mình còn được. Ê, mà từ từ mày, sao tao nhớ cái tờ giấy số nó to to dài dài vậy mà sao giờ nó còn nhím vậy? Chắc trời nóng quá nó teo lại đó. Teo gì, teo xuống nó có rách nè. Thì xé là phải rách chứ sao trời. Ủa? Sao xé? Thì xé mới chia được chứ sao trời. Vậy nó có đổi được không? Xé rồi mà sao đổi được trời. Vậy là 3 tỷ của tao còn không? Ở đâu nữa mà còn vậy trời? Cái thằng quỷ, nó lại cho tao. Khoan, hình như có người chọn bên này mới đúng. Bà khùng lắm nha bà. Khùng nặng nha.
Trời đất ơi, quá trời. Giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin chào 5 vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người ở đây. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, em là Phương Nam. 19 ngày nữa là em được 20 tuổi. Dạ, năm nay em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái đam mê của em là được đứng trên sân khấu và đem lại nụ cười cho mọi người. Và cái ước mơ của em là được trở thành một diễn viên hài. Đang thấy bạn này giống Hoàng Phi cơ. Hả? Cái nét mặt á giống Hoàng Phi, cái diễn cũng giống Hoàng Phi. Cái diễn giống tùm lum người hết á. Ờ, lâu lâu thấy giống Trường Giang, lâu lâu thấy giống tôi. Đúng rồi. Lâu lâu thấy giống Hoàng Phi. Em thường coi hài của ai? Dạ, em thường coi hài của tất cả các anh chị ở đây luôn. Ờ. Rồi em thích ai trong đó mà em diễn mắc cười vậy? Dạ, em là người miền Trung, Quảng Ngãi. Thích thì em thích hết các anh chị. Cho nên chắc là vì thích hết các anh chị cho nên nó lay mỗi người một xíu. Cái giọng miền Trung mà nói á, rất là khó nghe. Cái người là đầu tiên nghe rất là khó chịu, nhưng mà phải biết cách nói thì mới dễ thương. Cái cách của em là nói là chưa dễ thương. Anh nghe anh khó chịu mà, anh là người miền Trung mà anh nghe anh khó chịu á. Cho nên phải biết cách nói lại. Thì anh Giang bấm chuông rồi, giờ anh Giang chỉ đi. Cái đó thời gian. Thôi đổi anh Giang chỉ thôi. Với lại anh góp ý xíu nè. Mình giỡn là vui, giỡn vui. Nhưng mà mình diễn phải diễn nhiều hơn là giỡn. Có nghĩa là đi khi, lầy luôn á. Khi xa mình, lầy. Mình diễn là mình phải là nhân vật. Cái sau khi mình nhân vật, cái bạn kia bạn hỏi xíu, cái em bắt đầu em nhả ra một tí. Em trở thành cái thằng Phương Nam ghẹo ghẹo mọi người một tí. Anh đừng nói em đang diễn. Cái em quay trở lại nhân vật liền. Hiểu anh nói không? Không có được mà giỡn từ đầu tới đuôi vậy, tự nhiên ta thấy khó chịu ha. Ừ, nhưng mà rất là tự tin. Em sẽ có một cái chặng đường xa. Anh nghĩ em có khả năng bị hài, em có năng khiếu, em có duyên. Trường Giang sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em. Chúc mừng em. Đang điên chậm. Ừ, không thiệt, điên chậm thiệt. Bữa mẹ tao đưa tiền đóng tiền học, tao lấy tiền đi cá độ đá banh hết rồi. Ừ, thôi, đi chậm nhà ông chính với ai. Thôi kệ đi, lần đầu cũng như lần cuối. Ê, nói nghe nè, lỡ mà tao có bị ông chính bắt á, mày nhớ báo công an tới cứu tao nha. Bye nè. Trở về trắng tay, chỉ vì thua đánh bài, chỉ vì thua mười mấy chai. Bài bạc làm cái gì rồi bây giờ nợ nần tùm lum. Giấy cô bác trên cao, 1, 2, 3, 4, 5. Giấy năm anh em siêu nhân gao, phù hộ độ trì cho con, đầu xuôi đuôi lọt cái vụ này. Con hứa, một lần và mãi mãi, một lần và mãi mãi. Thank you.
Ai đây? Con lần đầu, tha cho em đi. Mày lần đầu hả? Tao cũng lần đầu, tha cho tao đi. Tao cũng lần đầu đây. Anh ơi, anh tha cho em đi anh ơi, anh làm ơn đi. Lần đầu tiên em làm chuyện ấy, anh tha cho em đi anh ơi. Tha cho em đi anh ơi. Tụi bay nợ bà Chính 200 triệu, tính sao đây? Ê, trời ơi, anh, ủa, anh không phải chủ nhà hả? Trời, không phải chủ nhà là người ta bối rối hả? Ý, không phải chủ nhà, ý, mừng quá. Anh ơi, không phải chủ nhà, thương anh quá hả? Đi về nha. Ý, phải chủ nhà làm ta hết hồn, đi về. Đúng đó đây. Hả, có dao kìa. Trời ơi, điên này nó có dao thế ghê vậy. Thì anh ơi tụi bay giỡn mặt với tao hả? Bà Chính kêu tao tới đây đòi nợ hai anh em chủ nhà này. Hả? Anh ơi. Anh ơi. Em đâu phải chủ nhà. Chủ nhà đi vắng rồi. Đúng rồi anh ơi. Mày giỡn dai đó. Hai anh em chủ nhà này, thằng em tên Tuấn, thằng anh tên Đạt, đúng không? Dạ không, em tên Trang. Em tên Kỷ, em tên Luật. Luật mà, Luật nè, Luật. Tụi bay giỡn quá rồi đấy. Cái gì vậy? Mượn tay coi. Buông đôi tay nhau ra. Tụi bay giỡn mặt với tao hả? Nghe nói mày thương em mày lắm đúng không? Anh ơi, anh lộn rồi anh ơi. Tụi em không ở chủ nhà. Tụi em lặn trộm, em nói thiệt luôn á. Ủa, em lại anh làm ơn anh tin em lặn trộm đi mà. Em lặn trộm. Em nói thiệt. Thiệt mà anh đây nè. Không tin hả? Nè đồ nghề có sáng giờ em chôm được nè. Em lặn trộm, em biết lặn trộm chứ bộ. Nhìn nè. Ủa sao mình giống lụm ve chai vậy ta? Mà anh ơi, em cũng lặn trộm mà. Thiệt. Đây anh nhìn đi. Anh nhìn đi. Ủa mà có gì đâu nhìn. Em kêu anh trộm được gì là anh vô rồi đó. Mày đó, mày là dai lắm đó nha. Buông đôi tay nhau ra tập 2. Nghe nói mày thương em mày lắm đúng không? Trời. Vậy thì tao chặt ngón tay nó. Thử mày có trả nợ cho tao hay không? Anh ơi. Anh mới nói cái gì vậy? Tao nói là tao chặt ngón tay nó. Anh chặt đi anh. Em đâu quen nó đâu, em mới gặp nó mà. Quang anh ơi, anh có thể chặt tay chặt chân, thậm chí anh giết em luôn cũng được nữa, nhưng mà anh làm ơn đừng có động đến thằng anh ruột của em. Gì mày anh, số tiền đó anh nhớ cất cho kỹ nha. Em đi đây. Nó nói tiền gì anh ơi. Anh ơi, tiền gì anh? Tiền gì mày? Mày điên hả? Tiền đó. Tiền đó, mày điên hả? Mày hại chết tao rồi, nó chặt tay tao sao? Vậy thì tao chặt ngón tay mày cho mày biết. Anh à! Hãy để cho em được tự lựa ngón. Buồn vui xui tình bạn. Chặt ngón nào để mà còn đeo bao tay bây giờ? Tao chặt nguyên bàn. Cái gì vậy? Mày cười cái gì? Quả nhiên không sai. Cười một cái kéo dài được 5 giây. Cười kéo dài 5 giây đó. Khỏi chỗ mày chặt đó. Anh ơi. Mùi mặn quá vậy. Anh đi. Nghe đâu đây có mùi tà khí. Anh ơi, anh tha cho tụi em đi. Tụi em có tiền mà. Có tiền. Tiền đâu? Tiền đâu ta? Tiền đâu mày? Hả? Tiền đâu? Tiền trong ngân hàng chứ đâu? Ngân hàng, đúng rồi, trong ngân hàng. À nhưng mà 3 tháng nữa mới lấy được đúng không? 3 tháng nữa. Đúng rồi, trong ngân đúng hàng rồi. 3 tháng nữa, anh đợi 3 tháng nữa không? 3 tháng nữa hả? Dạ đúng rồi. Thôi được rồi. Nhưng tao không thể về tay không được. Hả, cái gì vậy? Anh lấy gì anh? Trời ơi, để đoạn hầu vậy cha. Anh lấy gì anh? Anh ơi,
Cởi đồ ra. Hả? Anh tính làm gì em? Anh tính làm gì em? Anh tính làm gì em? Ai làm gì mày? Sao anh không làm gì em? Trang không ngờ gu của Lực lại là cá bóng. Hả? Tao nói tụi bay cởi đồ là cởi những cái gì giá trị lên người tụi bay ra kìa. Giá trị? Giá trị trên người? Có cái quần không hả? Ôi, chiếc đồng hồ mà mẹ ta để lại. Không nhé. Không, không được. Có chết ta cũng không đưa cho nó. Đưa đây. Dạ em hay cầm trên đường Thành Thái anh. Hả? Bển cầm được giá lắm. Qua, qua bển cầm giùm em. Dạ. Để anh. Em không có đồng hồ. Em không có đồng hồ. Mày hên quá vậy. Bởi vậy tao mà mày. Chiếc nhẫn kìa. Thấy chưa, tao nói mày ngu mà. Nhẫn kìa. Trời ơi, chiếc nhẫn này con ghệ tặng cho mình. Không lẽ bây giờ mình tặng lại cho thằng ghệ này sao? Không, không được. Được. Do you marry me man? Ok bd. Mày đi khùng hả? Sao không chửi nữa gì trời. Đây là hợp đồng của bà chính. Bây giờ tụi bay không có tiền thì ký vô đây xác nhận 3 tháng sau trả nợ. Ký, ký đi, nó chặt tay đó. Ký đi, chặt tay đó. Ký đi, ký đi. Chân ủa anh ơi, anh ơi em nhớ chủ nhà này là ông Chính mà sao trong cái hợp đồng kêu là đòi nợ ông Bảy mà. Cái gì vậy? Ông Bảy hay ông Chính tao không quan trọng, miễn là đúng địa chỉ làm việc. Số 7 đúng không? Dạ ừ, cái nhà này là số 7 nhưng mà trời, trong đây là 77 mà. Cuộc đời nhầm lẫn là chuyện bình thường. Hả? Xin cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn. Kịch bản này là của tụi em nghĩ ra hả? Dạ, sau khi đổi 6 lần. Anh Giang sửa nhiều không? Dạ, anh Giang sửa tâm lý. Anh Giang, anh Giang chửi nhiều. Trời ơi, Giang bậy quá. Chị chưa bao giờ chửi mấy bạn thí sinh hết á. Chị chọi thôi. Hai ông nội này là đúng là kinh điển luôn á. Làm tiểu phẩm là đứng nói qua nói lại 15 phút đứng nói vậy đó. Nó trời ơi, đây không phải là sân khấu tấu hài, lên đứng nói. Đổi miết cũng được, đổi miết cũng được mà không tập gì hết trơn á. Lên chút bài là bắt đầu buổi tập, không có cái gì để mình chuốt hết trơn á. Là coi nãy này, coi nãy thấy những cái gì mà Thu Trang Trấn Thành nói đúng không? Là anh chưa làm tới đúng không? Anh chỉ làm tới cái khúc mà sau có lúc chặt tay thôi đúng không? Dạ đúng đúng. Khúc sau diễn kỳ cục. Thì đó, khúc đầu khác, khúc sau khác hoàn toàn luôn mà. Nghe đồn là Phương Nam bận rộn cái gì dữ lắm đó phải không? Không có đủ thời gian để tập luyện cùng với Phát La đúng không? Dạ không phải là bận rộn mà do là em về quê ăn Tết và ở ngoài quê có công chuyện đột xuất cho nên em không có vào kịp được. Cho nên là ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của anh em. Tức là cái sự tập luyện nó không có được như... Đầu tư nhiều. Nhưng vẫn nghĩ là với quỹ thời gian hạn hẹp như vậy mà các bạn đã tạo ra một cái tình huống, một tiểu phẩm rất là dễ thương như vậy thì phải nói là một điều rất là đáng khen cho cả Phát La lẫn Phương Nam. Và đã đến lúc huấn luyện viên của các bạn sẽ đưa ra quyết định. Xin mời huấn luyện viên Trường Giang đưa ra quyết định dành cho Vĩnh Phát và Phương Nam. Những cái gì mà anh chỉ cho hai đứa, lúc đầu hai đứa không tin và nghĩ rằng là nó không tốt, sau khi ra diễn thấy tốt không? Tốt, tại vì anh có kinh nghiệm hơn hai đứa, điều đó là điều đương nhiên và anh biết khúc nào cười và không cười. Hiểu không? Diễn cứ từ từ. Và bây giờ anh sẽ chọn một người trong hai bạn. Và người đó phải có sức mạnh hơn người kia, đủ sức đi đường dài hơn người kia. Và có sự duyên dáng, thông minh. Thì trong hai bạn một người nổi trội hơn rất là nhiều. Và người đi tiếp. Và người đi tiếp sẽ là Phát. Cảm ơn Phương Nam đã đến với đấu trường Thiếu Lâm. Và chúc mừng Vĩnh Phát.